Hi, xin chào mọi người. Đây là gỗ keo gừng mà mình vừa mới hái được nè. Mình đi xung quanh nhà mình hái được, nào là lá cách nè, cắt lòi, về lá lốt, rồi bồng ngót, đột nhãn lồng, đột khoai lang, đột khổ qua gừng, rồi mồng tơi, bạc hà, rau muống. Thì đang mùa giãn cách xã hội á, không có đi chợ, không đi đâu được á, mà mình hái được một gỗ keo này luôn là rất là quý hiếm luôn á, rất là ngon luôn, ăn được 3-4 ngày luôn á cả nhà. Mời cả nhà cùng mình trải nghiệm nha. Chào mọi người nha, giờ mình sẽ đi hái rau. Hái rau bồng ngót trước nè bạn. Mưa mới tạnh nên thành ra đường trơn. Dạ, dạ, con nghe liền. Bồng ngót trước phải không? Ok. Thôi cái này nó già rồi, bồng ngót này già anh ơi. Bồng ngót này già. Để đi ra bẫy thôi. Đắp đi trước, nhanh lên đi đắp. Mình đi ra, mình đứng đây chị. Bẻ bẻ đi chứ. Bẻ đi. Bẻ đi. Sao bẻ tới vậy? Non không có già đâu. Được rồi, anh tắt đi. Quá trời hái nữa. Dịch lắm rồi. Ôi, được rồi vậy. Còn nhiều loại rau khác nè. Rồi, được rồi. Nè, đây là rau trai nè. Bữa hổm con làm cái video rau trai xào tỏi ăn ngon ghê. Bẻ có ăn rau chay chưa? Thôi được rồi bẻ thôi, nhiêu đây ăn mệt xỉu rồi nè. Được rồi đó bẻ thôi. Rồi ok. Ôi, bẻ thôi nha. Rồi, đi nha. Rau muống đẳng nó kìa. Cái đó là cái sana. Thường cây đó trồng ở trong chùa nhiều lắm. Rồi giờ lá cách nha. Rồi cái này có bánh xèo, nhớ bà hổng làm cái video bánh xèo hái lấy lá này ăn ngon ghê luôn. Ờ nhóc. Lá cách trị bệnh gan nhiễm mỡ nè cả nhà. Ăn tốt lắm. Trời ơi. Mấy người mà ăn bánh xèo mê lá này lắm luôn á, mà đâu phải lúc nào không có đâu. Rồi nắm là được rồi. Cái nào lá ăn sống mình để riêng, cái nào nấu canh để riêng. Rồi. Đi. Đó nè, này nó lộn nè. Nhấn lòng mình bác nhóc luôn nè. Nè như hái đây còn mớ nè vậy. Nè đây còn đọt nhóc nè. Nó. Ôi, cái này tự nhiên thêm bánh xèo nữa rồi. Nay không có bánh xèo ăn mà có cầu quá trời. Nguyên giường lá lốt đây. Cái này ăn sống. Anh biết ăn sống lá này không anh? Hay là phải xào? Cũng ăn thôi. Được phải không?
nó tươi. Đọc bí nha. Nè, đọc bí nhóc luôn đó. Quá trời luôn. Đây là đọc hai đây nhóc luôn nè. Có đọc bí bên này nữa nè. Đọc hai đây thì bữa trước mình mới hái rồi. Mà là cái nay đọc quá trời luôn rồi. Có hái được đột biến không anh? Em hái được thôi, thôi thôi. Đột biến chưa hái được hả? Ừ, để cho nó bò dây ra đi. Gì hả? Bí nó mới lớn rồi. Không biết cái gì đó mày. Cái gì chứ? Mai con sẽ có một lò canh thập cẩm luôn. Rau gì cũng có, chỉ nấu với khoai lang luôn. Rau thập cẩm nấu với khoai lang. Thấy chưa? Ôi, cái da đột nó ngon xèo, ăn đã lắm luôn. Dạ. Đúng rồi, chùm ruột. Chùm ruột. Dạ. Thôi bẻ xíu thôi. Rồi rồi bẻ xíu thôi. Có bạc hà nè, chùm ruột, xả. Chùm ruột nè. Có cần tép. Đinh lăng ăn cũng được. Để em đi lấy dao em hái miếng bọt hạt à. Đinh lăng lá to. Để đi lấy dao có hái bạc hà đi. Danh cái bẻ ở dưới nó sát ở dưới nó cái kéo qua đường gì nè mình lấy ra bẻ bự kìa. Bẻ bự ngoài nè. Đâu trời nè bẻ ngoài nè. Vậy hả? Vậy cắt hai rồi hai bẻ được rồi. Còn cái lá này làm gì? Bỏ. Gói bánh. Trời cái lá đẹp quá trời mình bỏ. Đúng không? Cắt bẻ nữa nè. Thôi đúng rồi cha ơi, đúng rồi. Chua. Vui ăn không? Cắt đi. Đem giống không nóc không? Em thấy hai trái nó dính luôn vậy? Kìa hai trái nó gần nhau kìa. Anh Trường thấy ơi. Để ý ra luôn nè. Thấy hay vậy. Thôi được rồi, hai trái thôi, ăn gì hết. Đổ bẻ. Bẻ hai trái luôn đi, để em chi. Nó rụng rồi thấy không? Nó rụng bỏ rồi. Được không? Chín cho anh. Wow. Trời, cẩn thận anh ơi. Chua không? Con thấy trái nó bị cứng là một trái chín. Cứng nhất hả? Ok. Dây chín phải ngắt chứ. Ngắt đây. Ôi ôi, nguyên một gỗ rau muống ruộng nè các bạn ơi. Có bạc hà, có rau muống nữa, nó ăn chua nha. Trời ơi. Mà hổng con hái về, hái không muốn cộng á mà con chưa có ngâm nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ đang giãn cách xã hội, ai cũng khó khăn á. Mà được củ gheo gừng này rất là ngon luôn á, cả nhà ăn được mấy ngày luôn á. Thì mình xin cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Bye bye và chào tạm biệt.